Giới thiệu khái quát về bến xe Gia Lâm. Bến xe Gia Lâm nằm ở ngoại ô Hà Nội, thuộc quận Long Biên. Đây là một trong những bến xe hình thành từ lâu đời, chứng kiến lịch sử oai hùng của dân tộc cũng như sự phát triển của Hà Nội. Mặc dù không có đường cao tốc liên tỉnh lớn đi qua nhưng bến xe này lại khá thuận tiện để di chuyển giữa các tỉnh lân cận phía Bắc theo đường quốc lộ. Do đó, khách hàng đi tuyến ngắn tới các điểm khác nhau thường lựa chọn dừng tại bến xe Gia Lâm. Bến xe Gia Lâm tuy không có diện tích rộng như bến xe nước ngầm hay bến xe Mỹ Đình nhưng nơi đây lại tập trung khá nhiều tuyến xe với loại hình đa dạng. Từ xe bus, xe khách ghế ngồi, xe giường nằm đến xe limousine cao cấp.